Chào anh em thợ sửa xe nha. Hôm nay mình gặp một con Vision. Đây là con Vision đời 2014 đến 2018. Thì con Vision này nó không có anti-stop. Thì anh thợ này nó làm rất là nhiều thứ rồi. Anh làm rất là nhiều thứ rồi mà anti-stop nó vẫn không hoạt động. Thì đến anh nhờ mình. Thì mình dùng cái MHT. Dùng cái máy MHT này mình kết nối, mình kiểm tra dữ liệu. Mình kiểm tra dữ liệu để mình xử lý con này nha. Này. Thì mình cho máy MHT thì mình vẫn vào dòng Honda Việt Nam nha. Honda. Mình vào Honda Việt Nam nè. Việt Nam. Rồi mình vào dòng Vision đời 14-18. Rồi mình vào dữ liệu động cơ. Đó. Dữ liệu động cơ thì lúc này mình nhìn thấy cái vị trí bấm ga nè, nó về 00. Đó là nó chuẩn rồi nha. Rồi tiếp theo là mình kiểm tra là cái nhiệt độ nước làm mát của nó. Nhiệt độ nước mát của nó hiện tại bây giờ đang là 94 độ C. Và cái công tắc anti-stop này, công tắc anti-stop này mình cũng đã kích hoạt nó lên nha. Nó có màu xanh này nè, kích hoạt nó lên. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà làm được anti-stop cho xe này. Đó, thì hiện tại bây giờ mình sẽ tra trên sơ đồ cái con anti-stop của xe Vision này. Trong phần mềm Vinamoto thì mình nhìn thấy là các yếu tố, cái thứ nhất là nó gồm có cái CKB, cái cụm CKB. Rồi cái thứ hai của nó là nó sẽ có cái cụm TB, cụm ECT. Đó. Chân chống cạnh và nút stop này. Mình kiểm tra, mình đo tất cả rồi. Thì nó mọi thứ nó rất bình thường. Còn vấn đề còn lại là cụm nguồn bình ắc quy. Thì khi mà kiểm tra đến cụm nguồn bình ắc quy á, thì mình thấy như thế này. Đây như này. Đây, hiện tại bình ắc quy đang là 12.5V. Đó, 12.5V. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh cái ngưỡng của nó, mình sẽ đo là ngưỡng 9V nha. 9V. Tại vì MHT nó có dạng đồ thị, nó có dạng đồ thị thì chúng ta có thể chọn được ngưỡng trên và ngưỡng dưới cho đồ thị của chúng ta. Nên mình chọn dưới là 9V. Mình sẽ mở cái sơ đồ mạch điện của con Vision đề từ lên nha. Thì mình sẽ vào Vinamoto nè. Rồi sau đó mình vào mạch điện và Honda. Mình vào là Vision Vision 2014-2018. Mạch này là mạch anti-stop nha. Vision. Vision là chữ V. V thì nằm ở dưới đây. Vision 14. Đây. Mạch dừng tạm dừng đây. Đó, anh em nhìn thấy không? Ở trong mạch dừng tạm dừng này á thì nó gồm có là gì? Nó gồm có cảm biến CKB. Rồi nó gồm có công tắc chống nghiêng, rồi công tắc dừng tạm dừng, VS, DB và ECT. Tất cả những yếu tố này là những yếu tố ảnh hưởng đến cái vấn đề dừng cầm chừng của xe. Xe thì mình sẽ kiểm tra từng yếu tố một. Sau khi mình kiểm tra hết yếu tố này mà mình thấy nó rất là bình thường, nó không có gì hết á, thì mình phải nghĩ ngay là cái nguồn của bình ắc quy. Mình ngay lập tức mình sẽ kiểm tra cái biến áp bình ắc quy mà khi bắt đầu đề để coi nó có bị sập hay không. Cái đồ thị của chúng ta là nó sẽ dao động từ 9V đến 15V, anh em thấy không? Rồi bây giờ anh đề giùm em cái. Rồi đã chống. Rồi anh em thấy không? Đó đây. Bình ắc quy nó đang từ là 12V và nó sẽ nhảy tụt xuống một cái là còn khoảng chừng 9V. Đó, cái bình ắc quy của chúng ta là không có đủ tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của nó là 11V, hoặc trên 10V thì nó mới đạt được cái stop nha. Rồi, giờ anh đề lại em cái. Rồi tắt. Rồi, anh em thấy không? Đây cái dao động của nó nè. Dao động của nó. Khi mà chúng ta đề một cái á, là nó chín hơi 9V thôi. Còn bình thường sạc nó là nó khoảng trên 14V, dưới 15V. Đó, thì hiện tại cái bình nó đang di chuyển nè, nó đang di chuyển ở cái mức là 12V rưỡi. Đó thì anh em làm lưu ý nha. Thì mà khi mà mất anti stop, anh em phải kiểm tra cái điện áp bình ắc quy chúng ta khi đề thì nó sập điện áp như thế nào nha. Điện nó sập xuống thì nó sẽ không anti stop đâu.